Xin chào chị Ngôn ạ. Xin chào em, xin chào Kính Việt và các bạn đang theo dõi Pháp Sơn ở đây. Xin chào các anh chị. Thì em hôm nay sẽ thay anh Hoàng, anh Vương Đạo Hoàng để cùng chị Ngôn tìm hiểu thêm về cái công trình nhà Cúc Cu. Thì đây là một cái công trình nhà khá là độc đáo, thì em thì nó bằng độc đáo bằng những cái sự vật liệu rất là quen thuộc và mộc mạc như là gạch đất sét địa phương. Thì hôm nay thì em rất là muốn cùng mọi người là được hiểu hơn về cái công trình nhà của mình. Thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn về công trình được không ạ? Vâng, thứ nhất là đầu tiên mình xin cảm ơn Kiếm Việt đã trao cho mình giải thưởng lần thứ hai về giải tắt tên này, và Capital Space rất là vui vì được nhận được cái vinh dự này. Nhà Cúc Cu House mình đã thiết kế từ năm 2017. Đây là một công trình mà thiết kế khá là lâu, kéo dài, và việc xây dựng cũng khá là dài. Việc hoàn thành nó là đến 2019 mới mới được hoàn thành, nhưng mà thực sự là bây giờ mình vẫn còn nợ chủ nhà một cái bảng hiệu cà phê vẫn chưa xong. Cho nên là đây là công trình thiết kế khá là lâu, công trình làm việc khá là lâu của Capital Space. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về căn nhà này bằng slide của mình. Vào sala nhà đi. Cho mình giới thiệu sơ về văn phòng ha. Capital Space thành lập năm 2011, thì các bạn cũng đã biết là chúng tôi thường làm những công trình với vật liệu bằng gạch. Nhìn bề ngoài thì toàn thấy vật liệu của Capital Space toàn là gạch thôi, và nhiều người nghĩ là mình không có làm vật liệu nào khác, nhưng mà thực sự là cũng có. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi đang rất là vui vẻ với việc khám phá hết tất cả những cái cảm xúc của cái vật liệu gạch này mang lại cho chúng tôi. Đây là một vài hình ảnh của văn phòng cho mình đó. Một số các bạn nhân viên từ Xin lỗi, xin không biết hình như slide này bị nhầm nhỉ? Đây không phải là slide của Cúc Cu House. Không ơi. Để mình check lại. Chị ơi, trong cái quá trình mà mình làm cái công trình nhà này lâu như thế thì mình có cảm thấy sốt ruột hay là lo lắng gì không ạ? À, mình gặp cái vấn đề gì mà Người sốt ruột có lẽ là chủ nhà, nhưng mà thực sự thì nếu mà làm một công trình rất là lâu và kéo dài và rất là nhiều nhân sự làm, bởi vì thứ nhất là khi mà bắt đầu thực hiện công việc này với người chủ nhà thì ban đầu chúng ta chưa hề quen biết nhau, không chưa nắm hiểu rõ về nhau, thì một cái quá trình hành trình làm dài như thế thì chúng tôi từ từ tìm hiểu nhau và trở thành cảm thấy mình ngày càng thân thiết với nhau và hiểu nhau nhiều hơn giữa khách hàng và chủ nhà. Tôi cũng nói với bạn chủ nhà là tôi nói đùa với bạn ấy là bạn ấy cố gắng lên, với mỗi một cái yêu cầu khó khăn từ bên thiết kế, bạn ấy làm rất là vất vả để mà đáp ứng để đạt được cái nhà của bạn ấy ngày hôm nay rất là khó khăn. Thì tôi cũng an ủi động viên bạn là cố gắng lên, nhà này để làm cho bạn, nhưng mà giống như là mình làm nhà cho mình coi nó như là nhà của mình. Thì mình đùa với bạn ấy là bạn ở nhà của mình thôi, còn đây mới là nhà của thực sự là mình thiết kế cho mình, còn bạn là bạn ở, cho bạn ở thôi. Nên là bạn ấy là vui vẻ vì nghĩ là kiến trúc sư đã làm cho bạn ấy giống như là làm cho chính kiến trúc sư vậy. hỏi một chút là cái ý tưởng nhà Cúc Cu House thì là bắt nguồn từ 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 chủ nhà hay là do mình tư vấn với chủ nhà? Cái tên này là được đặt ra sau khi công trình hoàn thành,
lúc đầu thì có rất là nhiều những cái option khác nhau, rất là nhiều những cái phương án thiết kế khác nhau. Sau đó thì đây là cái phương án thiết kế cuối cùng được lựa chọn. Cái tên này nó đặt trong quá trình thiết kế luôn, có nghĩa là chúng tôi khi chúng tôi đến cái khu vực xây dựng này, nó là thuộc về khu Hòa Xuân của Đà Nẵng. Đây là cái khu đô thị mới, thì có những công trình sẽ, người ta sẽ phát triển dần về cái này, những cái nhà nó sẽ dần dần mọc lên ở cái khu mới này. Lúc đó nó còn là rất là thưa thớt, thì chúng tôi muốn đặt ở đây một cái công trình nhìn nó có hơi dáng vẻ mang tính điêu khắc, để cho nó khi người ta đến đây, người ta có một cái dấu ấn, người ta có một cái điểm nhấn của một cái khu đô thị, người ta sẽ dễ dàng nhớ đến nó. Bây giờ tôi vẫn không biết được cái nhà này, số nhà là bao nhiêu, vì có nhiều bạn bè hỏi là chị ơi em muốn đến tham quan công trình nhưng mà cho em xin địa chỉ. Tôi thực sự không biết địa chỉ là đâu, nhưng tôi nói nó là ở bên khu Hòa Xuân trên đường Hồ Phi Tích, thì khi đến đó sẽ dễ dàng nhận thấy nó ngay. Và đúng là như vậy, các bạn đều có thể dễ dàng tìm được với một cái địa chỉ không có số như thế. Vâng, chị ơi, trong cái quá trình mà mình làm ngôi nhà này thì chị tâm đắc cái điều gì nhất ạ? Là cái điều gì mà chị cảm thấy là kỷ niệm khó khó quên nhất? Có quá nhiều kỷ niệm khó quên, thì khó quên nhất là những lúc nó rất là vất vả để mà làm sao để cho thi công cho đúng làm sao để vẽ cho đúng, làm sao để chủ nhà kiên nhẫn có thể đến được cái giây phút cuối cùng đi theo mà không bị trật bánh xe. Dạ vâng. À, sau chị hỏi một chút là tổ thư ký đã tìm lại được slide chưa nhỉ? Để mình cho chị tiếp tục. Phương ơi, chuyển lại slide công trình đi em. Mình check lại xem mình có sai ở đâu đó. À, trong quá trình đợi thì em muốn hỏi một chút là cái công trình Cookie House thì là mình sử dụng là các vật liệu quen thuộc là và mộc mạc như là đất sét, gạch địa phương. Thì trong cái lúc nãy chị có trao đổi là bên cạnh cái chất liệu là gạch đất sét thì mình có những chất liệu khác nữa. Thì cái chất liệu khác nữa là nó là như thế nào chị nhỉ? Ý Có mình thể muốn trao đổi với chị là ý mình muốn nói là tất cả các công trình thiết kế của không? Shopify thì không phải là tất cả đều là gạch nung, nghĩa là nhưng mà hình ảnh đại diện của Shopify thì chủ yếu chúng mình thể hiện nhiều thì là thể hiện là gạch nung, còn những chất liệu khác thì bình thường có thể là bê tông và sơn tô bình thường. Có điều gì khác biệt giữa ngôi nhà kết hợp giữa chức năng ở và kinh doanh và một ngôi nhà thuần để ở? Shopify có rất là nhiều những các khách hàng muốn làm như thế, và đó cũng là một cái mô hình chung của các cái căn hộ nhà phố ở Việt Nam hiện nay. Thường thì người ta muốn kết hợp tầng trệt để kinh doanh, để tăng thêm thu nhập và kết hợp với việc ở. Thì cái vấn đề ở đây là mình cần giải quyết được cái sự riêng tư giữa ở và việc kinh doanh, nó không bị nhập nhằng vào nhau, nó không bị ảnh hưởng tới sự riêng tư. Thì thường chúng ta sẽ làm sao để tách biệt được cái việc mà thường là cái lối đi, cái lối lối vào và cái cầu thang và những cái riêng tư của gia đình này, là nó tách riêng ra để cái giao thông nó không có để bị ảnh hưởng chung. Nhưng mà làm sao để cho người ta sinh hoạt mà vẫn riêng tư mà không bị ảnh hưởng bởi cái việc ồn ào của kinh doanh, và phải làm sao để làm sao để cho một cái chức năng mà nó là kinh doanh và một cái ở, thì nó khi nó mít vào nhau, nó không bị chỏi, nó không bị chỏi mà người ta vẫn có thể ở được một cách thoải mái.
trong cái ngôi nhà này thì cái yếu tố phong thủy được tính toán như thế nào Không nhiều lắm khi mà ạ? bạn chủ nhà này có dắt đến cho bên mình một thầy phong thủy, và khi mà lúc đầu thì chúng tôi cũng hơi hoang mang, bởi vì chúng tôi có nói là kế hoạch chúng tôi sẽ không có chú trọng nhiều về phần này, nhưng mà khi trao đổi thì thầy phong thủy rất là thoải mái, và thầy phong thủy này đồng ý với cái ý kiến của bên thiết kế. Chúng tôi cho rằng là một ngôi nhà phong thủy tốt là một ngôi nhà có nhiều sinh khí, không có tràn ngập ánh sáng, thông gió, và cái việc sinh hoạt thuận lợi, hợp lý trong việc bố trí chức năng, thì đó chính là phong thủy, và ông ấy đồng ý như thế. Cho nên cái việc mà chúng tôi làm việc với nhau nó cũng khá là dễ dàng, không có gặp khó khăn về phong thủy cho ngôi nhà. Vâng, em nghĩ là trong mỗi cái công trình nhà nào đấy thì đều thể hiện được cái tính cách, cái nội tâm của người kiến trúc sư. Thì cái công trình này là mình làm cho khách hàng đúng không ạ? Thì chị cảm nhận là cái nội tâm, cái tính cách của chị được truyền tải bao nhiêu phần trăm trong cái công trình này? Là có, hay là có hay là cái này là hoàn toàn ở là chủ nhà của chủ nhà, hay là mình cũng có sự giao mà với chủ nhà một chút đó? Mình cũng đã có chia sẻ đó là khi mà làm việc với nhau một cái quá trình dài như vậy thì dần dần chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi bắt đầu quý mến nhau nhiều hơn. Tôi gặp gỡ giữa hai bạn ấy đã giới thiệu cả gia đình đối với cho kiến trúc sư. Chúng tôi gặp nhau, tôi rất là quý mến, đây là một gia đình trẻ, có hai đứa trẻ rất là đáng yêu, và vợ của bạn ấy cũng rất là quý mến tôi. Chúng tôi nói với bạn ấy rằng là mình muốn làm cho bạn không phải là một căn nhà, mình muốn mang lại làm cho bạn một tác phẩm và một tổ ấm để bạn có thể hạnh phúc và xây dựng một cái tổ ấm của mình hạnh phúc ở trên cái ngôi nhà này. Khi tôi làm cho khách hàng thì tôi giống như tôi làm cho chính tôi cho rằng là những gì tôi mang, những gì mà mình suy nghĩ là tốt đẹp nhất cho họ và cũng như cho chính tôi. Nên là đối với bất cứ ngôi nhà nào khi mà làm cho khách hàng là như tôi làm cho chính tôi vậy. Vâng. Căn nhà hiện tại là bây giờ là cái phần mà quán cà phê là vẫn chưa được hoàn thiện đúng không ạ? Vừa rồi thì có trải qua cái nạn dịch virus thì mọi việc nó sẽ chậm một chút, và bạn ấy cũng đang là sắp sửa hoàn thành, còn chưa có bạn hiện nữa thì là quán cà phê sẽ được khai trương. Vâng. Chị có thể chia sẻ một chút, là cái này nó hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà chị có thể chia sẻ là cái công trình này thì mình làm lâu như vậy và cái chất liệu nó cũng em thấy nó khá là đồ sộ ấy, thì cái chi phí của nó là bao nhiêu ạ? Chi phí xây dựng Dạ vâng. mình không có nắm chắc về chi phí xây dựng tới phút này của bạn ấy là bao nhiêu, không chắc chắn lắm, Có nghĩa là vâng, em hiểu. chắc khoảng 2 triệu mấy mình bị cỡ đó. Chị ơi, cho em hỏi một chút là phương pháp nào dùng để đảm bảo vật liệu gạch nung dùng trong xây dựng nhà ở được ạ? Là cái phương pháp nào dùng để dùng để đảm bảo được cái vật liệu gạch nung này và trong xây dựng nhưng mà lại là cái chất liệu chính trong nhà ở của mình? Cái phần này là phần kỹ thuật về xây dựng một chút. Bạn muốn hỏi về kỹ thuật xây dựng gạch nung, Vâng. nghĩa là nhiều bạn hỏi mình về việc chống thấm, hỏi mình về chủ yếu là chống thấm như thế nào, vì có quét gì lên cái gạch của mình hay không, Đúng rồi, thì đúng rồi ạ. rất Thì nhiều người em hỏi câu nhìn hỏi này, thấy. và mình cũng trả lời là mình chưa từng quét bất cứ cái gì lên gạch của mình hết. Về nguyên tắc về chống thấm của mình thì nó ở thiết kế, nó nằm chính ở thiết kế, tổ chức mặt bằng và đi theo. Nguyên tắc là làm sao để cách ly được nước, không để cho ngôi nhà bị ướt. Ví dụ như là mình cần phải tổ chức kỹ về chi tiết. Cái lớp tường của bên mình thường làm là 2 lớp, và có cái khoảng đệm, khoảng hở ở giữa. Khoảng này nó chính là cái lớp vừa cách âm, cách nhiệt, và cũng là để
do không có đảm bảo nước không thấm vào mặt bên trong của ngôi nhà. Nếu như mà mặt tường bên ngoài có thể bị thấm ướt nhưng mặt bên trong nhà thì sẽ luôn khô ráo. Về nguyên tắc là không chạm, không để gạch tiếp xúc với nước càng nhiều càng tốt. Ví dụ như là phần gạch không chạm đất, hoặc nếu như và không để cho nước bắn lên, rồi những cái detail mà tiếp giáp giữa tường giữa tường gạch với lại đà và cột này kia mình sẽ phải xử lý tô chát rất kỹ bên trong, và còn nhiều những cái detail khác nữa. Rồi nhiều bạn hỏi là khi mình xếp lỗ gạch thì gạch nó tạt vào trong thì sao, thì cái đó nó lại nằm ở cách tổ chức mặt bằng không gian. Khi nó tạt vô thì mình cũng đã tính toán là chỗ này được phép tạt, chỗ này không được, thì nó đã nằm trong cái tính toán ban đầu cả. Vâng, cái chất liệu cái gạch này thì là mình phải đặt sản xuất riêng hay là hay hay là mình mua ở những cái nơi mà đã sản xuất chung vậy ạ? Thường Này là mình phải đặt đặt dự hàng riêng đúng không ạ? tại địa phương, nghĩa là nhà thầu có thể mua gạch ở một địa điểm gần nhất, thuận tiện nhất và giá hợp lý nhất để họ mang tới, không cần đặt ở đâu hết. Nhưng mình vẫn thích muốn đặt gạch những mẫu gạch đẹp cho riêng mình, thì trong một cái dự án nào đó mình sẽ nghĩ đến chuyện đặt một viên gạch theo mẫu. Nhưng mà nếu nó không nếu như có đủ chi phí thì có cái đây đúng là slide không nhỉ? Vâng. Nào, bây giờ em sẽ nhường lại phần thuyết trình cho chị về công trình Cúc House của mình ạ. Đây là một như đã trao đổi với bạn thì đây là một ngôi nhà kết hợp giữa thương mại và ở. Khi ban đầu á, chủ nhà là một cái người mà có một cái đam mê về nghệ thuật cây cảnh. Bạn ấy rất là mê bonsai, cây cây cảnh hoa lá, rất là yêu thiên nhiên. Bạn ấy muốn làm một cái quán cà phê mà có rất là nhiều cây bonsai. Rồi khi bắt đầu làm, bạn ấy dắt mình đến một cái quán cà phê ở Đà Nẵng, trồng rất là nhiều cây, tùm cây rất là to và là nhiều nhiều rất là nhiều cây, thì mình hiểu là bạn ấy yêu cây như thế nào, mình biết mình phải làm thế nào để phối hợp được cái đam mê của bạn ấy với lại mà làm sao kiểm soát được cái đam mê của bạn ấy để làm sao cho kiến trúc nó không bị không không bị rối, không bị vụt theo những cái sở thích nhỏ nhỏ nhỏ, rất là nhiều những sở thích khác nhau của người khách hàng nào cũng thế, họ sẽ có rất là nhiều những cái thích họ mang đến cả ABCD rất là nhiều, thì mình phải tìm cách gói nó vào, quy nó vào, làm sao cho nó cô đọng lại, nó gọn lại để mà nó đưa vào một cái ngôn ngữ thống nhất mà không bị vỡ vụn. Thì ngôi nhà này là như vậy. Chúng tôi tổ chức một cái khối đế hình chữ nhật và gói tất cả những cái muốn của bạn ấy vào trong cái hình vào cái khối đế hình chữ nhật này, bao gồm quán cà phê và sân vườn sân vườn của bạn ấy. Rồi như vậy thì cái tất cả những sinh hoạt còn lại sẽ được để ở lên trên tầng trên. Thì chúng tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cho cái khối nhà ở bên trên, mình cứ chậm chậm không cần bật slide liên tục, làm sao để cho cái khối nhà ở bên trên này nó có thể tạo ra được một cái làm sao để cho nó tạo ra những cái bóng bóng độ để làm cho nó mát cái khối nhà ở bên trên. Và điều thứ hai nữa là với một cái khối tích cần sử dụng cũng khá lớn ở trên cao thì chúng tôi cũng muốn tách nó ra, tách cái chức năng nhà ra thành ba khối và để cho nó nhẹ hơn, nó không quá nặng với một cái khối trên cao, khối tích trên cao khá là lớn. Và thêm một lý do nữa đó là chúng tôi có quan niệm là chúng tôi thấy khi mà tiếp xúc với hai đứa trẻ của cái ngôi nhà này thì hai đứa bé rất đáng yêu, rất năng động, hoạt động rất là nhiều, liên tục hơn nhiều những đứa trẻ khác. Thì tôi nghĩ rằng là một căn nhà mà nhốt chúng vào ở trong đó không có bước ra ngoài thì không có đủ không gian hoạt động cho hai đứa trẻ nhiều năng lượng này. Thế nên chúng tôi nghĩ rằng là mình sẽ tách các chức năng này ra để cho tăng thêm cái việc hoạt động của hai đứa bé. Vậy thì nó sẽ đi nhiều hơn, đi và đi đi khi di chuyển từ không gian này qua không gian kia sẽ phải đi nhiều hơn, sẽ bước ra ngoài nhiều hơn thay vì cứ ở bên trong nhà. Cho mình nói những cái khoản chuyển tiếp giữa nhà là
sử dụng được cho rất là nhiều việc, và như vậy thì những đứa trẻ nó sẽ hoạt động được nhiều hơn, có rất là có thể ngồi chơi, học hành ngoài trời và khám phá bên ngoài nhiều hơn thay vì cứ ở bên trong nhà quá nhiều. Không gian ở bên trong nhà thì chúng tôi khi mà tách những cái khối nhà ra thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái khoảng đệm để kết nối giữa khối này với khối kia. Thì những cái khoảng đệm này nó vừa là bên trong vừa là bên ngoài, nó nửa trong nửa ngoài và nó có kết nối với lại thiên nhiên ở bên ngoài. Thì cái bối cảnh ở bên ngoài đây rất là đẹp, phía ngoài là núi và rất là, và khi mà nó chưa xây dựng quá nhiều thì hình và cây xanh này kia cũng khá là đẹp, nên là chúng tôi muốn mở ra nhiều cái view nhìn đẹp ra bên ngoài để cho ở trong nhà cảm nhận thiên nhiên ở bên ngoài nó đưa vào bên trong nhiều hơn. Những cái khoảng giữa những cái ngôi nhà như thế này thì nó có thể dẫn gió đi vào được, làm cho ngôi nhà nó được mát, và cái bóng đổ của những cái bức tường nó đổ xuống nó cũng là một góc phần để cho ngôi nhà luôn mát. Đây là một cây view sân vườn, như các bạn thấy cái cây ở dưới ở đây là cái cây bonsai mà bạn chủ nhà rất là chăm chút cho nó. Chúng tôi phải thiết kế cái bệ ở dưới đấy rất là lâu, rất là nhiều cái option, và cuối cùng đã ra được cái bệ đó. Thì khách có thể ngồi ở trên đó được, có thể làm bàn mà cũng có thể ngồi, và coi là đã tôn vinh cái cây mà bạn ấy đã chăm chút ngày tháng, bao nhiêu ngày tháng đặt vào cái vị trí trung tâm của cái ngôi nhà này. Đây là một cái view ban đêm. Chắc mình dừng ở đây tại vì cái này là qua công trình khác rồi. Tôi nghĩ chắc mình trao đổi một giới thiệu một chút về ngôi nhà thôi, còn lại để cho các bạn có thể hỏi thêm những câu hỏi. Dạ vâng. Chị ơi, cho em hỏi một chút là khi mà thiết kế công trình này á, thì yếu tố xanh và bền vững thì được mình cân nhắc như thế nào ạ? Yếu tố xanh là bền vững. Chúng tôi quan điểm xanh ở đây của chúng tôi có nghĩa là hòa hợp với lại khí hậu, môi trường và con người. Thứ nhất là mình là cái khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thì chúng tôi quan điểm rằng là càng một ngôi nhà mà phù hợp với khí hậu nhiệt đới phải là một ngôi nhà tự thở. Làm sao để tự thở giống như là da, cái lớp da của mình đấy, nó cần phải được thông thoáng. Ví dụ như là cái khí hậu của cái quần áo, cái chất vải của mình nó phải là cái vải khô mộc, như là vải cô tông hay là lan nhân hay gì đó, để cho mình có thể tự hô hấp được, tự dễ da mình có thể tự thở được. Thì cái vật liệu nó cũng như thế. Chúng tôi nghĩ rằng khi mà chúng tôi làm gạch trần và không tô chát thì chúng tôi đã làm cho cái viên gạch, cái vật liệu nó được sống đúng cái bản chất của nó được tự nên nó được hấp thụ được. Ví dụ viên gạch này khi mà trời mưa thì nó sẽ ngập nước vào đó, nhưng khi mà vào thời tiết khô ráo thì trong một cái khoảng thời gian gió nó thổi đến thì nó sẽ bốc hơi ra ngoài và nó vẫn giữ lại một cái lượng hơi ẩm mát trong ngôi nhà, nó dễ chịu. Về cái cách bố trí, cái cách thiết kế, chúng tôi cố gắng làm sao để mà ít sử dụng thiết bị nhất, là làm sao để cho ngôi nhà được thông thoáng nhất để mà đỡ phải sử dụng thiết bị và đỡ phải làm sao cho ánh sáng nó được vào trong nhà nhiều nhất, để không phải sử dụng quá nhiều đèn. Và ban ngày thường các công trình chúng tôi là không phải sử dụng đèn vào ban ngày, chắc chắn là như vậy, chỉ thường là thì đèn thì sử dụng vào ban đêm, còn điều hòa thì sẽ sử dụng khi mà quá vào những ngày thời tiết quá nóng, môi trường không có gió, trao đổi gió bên ngoài thì chúng tôi sẽ sử dụng nó, còn lại thì rất là hạn chế để mà cho mọi người được hít thở cái không khí tự nhiên. Vâng.
Đây là cái công trình này thì có là cái vật liệu là gạch nung, thì cái vật liệu gạch nung này nó có ảnh hưởng tới cái sự bền vững của ngôi nhà không ạ? Vì nó cũng không có lớp sơn nào bảo vệ cả mà là gạch, phần chính là gạch. Như chúng tôi đã nói là cái phương thức của tôi nằm ở chi tiết, nằm ở phương thức thiết kế chi tiết và cách tổ chức mặt bằng. Nó không phải bạn nhìn vô thì chỉ nhìn thấy là gạch thôi, nhưng mà để mà ra được tới công trình thì nó có rất là nhiều những chi tiết, những cách xử lý, và các nhà thầu và kiến trúc sư phải làm việc với nhau rất là vất vả để mà đảm bảo được cái chi tiết đó. Tuy nhiên là những sai sót thì không thể không có, nhưng mà với cái khả năng và cái trình độ xây dựng và nhiều vấn đề thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều nếu như mà mình xây tô chét. Và trước đây thì các thợ xây của chúng ta thì đã quen với việc xây đại, không cần đẹp này kia, rồi sau đó sẽ phủ lên bằng nhiều loại vật liệu mà sẽ không nhìn thấy. Cái này nó chỉ khác ở chỗ là chúng tôi bỏ cái lớp vật liệu phủ ra bên ngoài đi, chúng tôi dừng lại ở cái mức mà vật liệu thô mộc bên trong, thì để cho cái không không cần phủ ra một lớp bên ngoài thì cái vật liệu bên trong nó cần phải đẹp hơn, thì chúng tôi sẽ sử dụng cái loại gạch mà nó tốt hơn như cái gạch thông thường. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, nó không quá phức tạp gì cả. Cái loại gạch này thì nó có bị dễ bị rêu phong bám lên không ạ? Cái môi trường của mình nó cũng có thuận lợi mưa mưa nhiều, nhưng mà nắng cũng rực rỡ chói chang. Cái rêu của mình nó cũng khá là dễ dàng, khi mà gặp trời mưa nhiều ngày liên tục thì chắc chắn là nó sẽ phải bám rêu, nhưng mà việc xử lý nó thì chỉ cần làm vệ sinh hoặc là trải qua những ngày nắng nó lại tự chốc ra được. Còn nếu mà mình muốn, nhưng mà bất cứ một cái gì bệnh cái xe mình cũng phải bảo dưỡng, đến cơ thể của mình cũng phải được chăm sóc, thì cái ngôi nhà của mình là cái nơi mình ở, cái nơi là để mình tạo ra một cái tổ ấm hạnh phúc thì mình cũng phải chăm sóc nó. Mình cũng nếu một căn nhà mà sơ phủ ra lớp sơn tô thì hàng vài năm mình cũng phải sơn lại lớp sơn mới để cho nó đẹp, thì ngôi nhà gạch này mình cũng chỉ cần làm vệ sinh thôi, không cần sơn tô, mình chỉ cần chà rửa vệ sinh là nó có thể sạch sẽ được. Lúc nãy chị có chia sẻ là đây là cái ngôi nhà mà có khả năng tự thở. Vậy thì cái yếu tố không khí và tiếng ồn được mình xử lý ra sao ạ? Có nghĩa là cái công trình này nếu như nó đặt ở trong một cái không gian khá là an toàn về cái không khí rồi thì không sao, nhưng mà nếu nó nằm ở trong một cái không gian nó khá bị ô nhiễm môi trường ấy, khá bị ô nhiễm về không khí, thì ngôi nhà có xử lý được điều này không ạ? Tất cả các cái ngôi nhà bên mình thiết kế thường là nó sẽ có hai lớp, bên ngoài là một cái lớp gạch nhưng mà bên trong nó còn có một cái lớp cửa kính để cho mình có sự chọn không khi nào mình muốn chia sẻ ra bên ngoài và khi nào mình lại muốn riêng tư cho mình, thì nó cũng là có sự lựa chọn. Cuckoo House thì có sử dụng khá là nhiều cái loại cây xanh ở trong nhà đúng không? Thì em muốn chị chia sẻ một chút hơn nhiều hơn về cái cách mà mình chọn lựa những cái loại cây đấy. Không phải loại cây nào mình cũng được sử dụng đúng không ạ? Thì có những cái tiêu chuẩn Vấn đề nào, những cái này nào lưu ý. là một vấn đề nhạy cảm, vì chủ nhà là một cái bạn mà chuyên gia về cây mà kiến trúc sư như mình thì chắc chắn là không thể giỏi cây bằng bạn ấy được rồi, đương nhiên. Nhưng làm sao để một vấn đề là bạn yêu cây và làm sao để cái yêu cây của bạn ấy đặt vào đây mà nó vẫn hài hòa được, thì chúng tôi phải làm việc với nhau rất là nhiều nhiều và cứ trao đổi. Bạn ấy rất là yêu quý kiến trúc sư, bạn ấy tin tưởng kiến trúc sư nên bạn ấy mới chấp nhận là bạn ấy nhượng nhượng rất là nhiều, hy sinh rất là nhiều để cho hai bên cùng có được một tiếng nói, để mà nó được hài hòa với nhau. Ví dụ như bạn ấy muốn nhiều màu sắc quá, nhiều nhiều màu hoa quá trong một ngôi nhà thì mình thấy không phù hợp, thì cái việc này mình phải cùng trao đổi rất 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 là nhiều, làm sao để cho bạn ấy không cảm thấy là kiến trúc sư này không ổn, kỳ quá, tại sao lại ép bạn ấy phải như thế này, bắt bạn phải trồng cây kia, trong khi bạn ấy mới là chuyên gia về cây. Nhưng mà từ từ bạn ấy cũng hiểu được là tất cả những điều
mình muốn cho ngôi nhà có một cái ngôn ngữ thống nhất. Cái loại cây đặt vô nó là cái, nó sẽ làm hài hòa, nó làm tôn cái nhà lên và làm cho mình cảm thấy nó hợp lý ở cái vị trí đặt đó. Thì cũng không có quá nhiều loại đâu, chúng tôi cuối cùng đã thống nhất được với nhau. Bạn ấy đưa ra mẫu cây rồi mình bảo là ok, cây này được đặt vào chỗ này được, rồi mình chọn từng vị trí và từng loại cây một để đi được với nhau, cho nên cái thời gian làm cái nhà đó là lý do nó rất là lâu là như vậy. Khi mà thiết kế xong cái nhà và đã xây dựng xong cái nhà rồi á, thì chị có muốn thay đổi điều gì trong thiết kế của mình hay không ạ? Tức là nếu như là được thiết kế lại, nếu mà được làm lại thì chị có muốn thay đổi điều gì không ạ? Thì khi thiết kế xong thì mình sẽ không có ưu tư về việc thiết kế lại, có những vấn đề nó không đẹp được, nó nằm ở cái phần chi tiết trong quá trình xây dựng thì mình không có một vài phần thì không có control được hết, bởi vì khả năng của thợ xây dựng, khả năng của tài chính và rất là nhiều những vấn đề khác không đơn giản là khi là một bạn đã thiết kế ra thì nó sẽ được làm y như thế, mà nó còn sẽ có rất là nhiều những cái mình phải điều chỉnh trong quá trình làm, không đơn giản. Nên bọn mình nghĩ lại thì mình nghĩ là không, mình nghĩ là chính bạn chủ nhà là người mà bạn ấy sẽ chăm sóc và điều chỉnh cái ngôi nhà của mình, với những quyền và cái việc này thì nó còn tùy thuộc vào niềm tin của bạn ấy và cái tình cảm và cái quan hệ của mình. Khách hàng và kiến trúc sư nó như thế nào mà bạn ấy có hỏi mình tiếp về mỗi một cái sửa chữa gì đó hay không. Thường là các khách hàng của mình bất cứ khi họ sửa cái gì, họ dịch chuyển hay họ đặt một món đồ gì, họ cũng thường hay hỏi mình cái này được không, được không. Rồi thì mình rất là happy về điều đấy, bởi vì vì còn quý mến nhau, còn tin tưởng nhau thì họ sẽ hỏi đến mà cái logo rồi biển hiệu rồi đặt như thế nào, rồi trồng cây gì, rồi lâu lâu bạn ấy sửa thêm được cái gì, trau chuốt được cái gì trong ngôi nhà bạn ấy cũng gửi cho mình xem. Điều này mình rất là cảm kích và thực sự là phải có một cái khách hàng kiên nhẫn và thấu hiểu, cảm thông cho mình như thế thì mới đi được công trình, mà đi đến được cái kết quả như thế này. Vâng, có một bạn bạn ấy là Phạm Phạm Đăng Nhiệt, thì bạn ấy nói rằng là công trình này em đã từng đến, cho em hỏi là bữa nay thì ở đó đã bán cà phê chưa ạ? Thì mình cái nói là mình còn nợ bạn ấy cái biển hiệu và mình đã chưa làm được cho bạn ấy một cái bảng hiệu, và mình sẽ phải thuyết phục bạn ấy làm một cái bảng hiệu nhỏ nhỏ thôi đặt ở phía dưới. Nếu như bạn ấy đang ngồi ở đây thì cũng nghe mình ha, làm cái bảng nhỏ nhỏ thôi, bởi vì khi mình nói ai đó đi tìm cái nhà này á thì họ rất dễ dàng để tìm thấy, không cần vì cái bảng hiệu mà mới tìm được cái quán này đâu, mà sẽ chỉ cần nhìn cái nhà là sẽ nhận ra ngay. Cái này là cái nhà Long An, rồi mình sẽ quay trở lại slide cũ. Lại của nhà Cúc Cu. So với nhà Long An và nhà Cúc Cu thì nó có những cái điểm khác nhau như thế nào ạ? Khác nhau nhiều chứ. Mà trước đây thì các cái công trình của bên mình thường là cái yếu tố hình học đơn giản, nó rất là tập trung vào như vậy. Anh nghĩ tới trong cái space thì bạn nghĩ tới những cái khối vuông hoặc chữ nhật khắt khe về về tỷ lệ hình thức, nhưng mà qua cái nhà cấp cua và sắp khác vậy, một cái khối này nó tự do hơn, thì đây là một cái khác biệt hoàn toàn. Mình muốn có một cái sự thay đổi, mình muốn tạo ra một cái hình khối điêu khắc vui vẻ để mà có nhiều trải nghiệm để về về cái viên gạch này. Em thấy các thiết kế của chị đều đều khá là tối giản, vuông vắn và truyền thống. Nhưng mà Cái này rất khác đúng không? nó hơi khác với nó hơi khác với cái mà em đang cảm nhận về chị, Cái này là nó hơi rất mang là tính dịu dàng, cách rất là nhẹ đó, nhàng. là nó là một cái mình muốn thay đổi, mình muốn làm một cái đó giống như là đang là tạo hình đưa các. Hiện tại thì chị đã có đang có một cái dự án
thiết kế kiến trúc nào đang 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 làm ngoài cái thiết kế kho này không ạ? Hiện giờ thì mình cũng ít làm nhà ở, bởi vì mình muốn cho một cái trải nghiệm khác với vật liệu gạch. Thì mình đang làm một cái homestay ở Mũi Né, một cái hotel ở Hội An và một cái công trình đang xây, hy vọng năm nay sẽ xong, đó là một cái office bằng gạch ở Sài Gòn. Là đều là chất liệu gạch đúng không ạ? Còn gạch luôn được kia chưa? Em vào Đà Nẵng thì em cũng sẽ cố gắng đi qua công trình này, uống cà phê tại đây. Vừa rồi cái slide vừa rồi đó là cái office đang được xây dựng ở gần sân bay. Office. Nó vẫn là chất liệu gạch Nó và cây xanh. với cái office này thì mình muốn muốn mang lại một cái trải nghiệm khác về cái cách làm việc trong văn phòng. Nên là một văn phòng, mình thích tòa nhà văn phòng bằng nhôm kính, thì người ta có view thì người ta cũng không dùng view, bởi vì kính và quá sáng quá nắng, người ta cũng phải kéo rèm che lại, và dùng kính thì sẽ phải dùng điều hòa suốt cả ngày, và lại phải bật đèn nữa, rồi lắp kính, lắp rèm, rồi bật đèn. Thì mình nghĩ đến một cái tòa nhà văn phòng có thể mở hơn, không cần phải dùng rèm, không cần phải dùng đèn vào ban ngày, và sẽ có nhiều những không gian chung, thay vì chỉ ngồi làm việc một chỗ có thể rất là nhàm chán, thì có thể có nhiều không gian để người ta đi lại, trao đổi, làm quen nhau, ví dụ tạo ra những cái mối quan hệ ở văn phòng. Căn nhà này đang được thiết kế hay là đã Đang bắt đầu xây dựng rồi ạ? xây dựng, đang xây Đang được xây dựng tới rồi đúng tầng không? 5 rồi. Trong tương lai thì chị có định hướng là mình sẽ muốn chơi, muốn thưởng thức, muốn đi cùng một cái chất liệu khác ngoài chất liệu gạch là chính không ạ? Mình không phải là sẽ làm gạch trọn đời, nhưng mà hiện giờ thì mình thấy nó vẫn còn đem lại nhiều cảm Nguồn cảm hứng. hứng, cho đến khi nào mình thấy nó không còn tạo cảm hứng, hoặc là có những trường hợp không phù hợp thì mình sẽ không dùng. Chẳng hạn như là một cái villa ở Tam Đảo, thì ở trên đây thì mình cảm thấy là đội phòng xây dựng này sẽ không có đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về xây gạch của mình, nên mình sẽ không có làm gạch, và mình chọn một cái giải pháp an toàn hơn là xây tô. Nhưng mà cái ngôn ngữ chung của thiết kế của bên mình thì vẫn là đó, là những khoảng đệm, hình khối và bóng đổ, nó vẫn là cái ngôn ngữ đó, còn nó chẳng qua không sử dụng chất liệu đặt ra bên ngoài thôi. Dạ vâng. Đây của mọi người theo dõi lại một số hình ảnh của ngôi nhà. Những cái cây đó đã lựa rất là kỹ, được tuyển như tuyển hoa hậu để được chọn cái cây nào đặt vào cái nhà. Em không biết là tên của các loại cây đấy ạ. Tên À, cụ thể của các loại cây ạ. không nhớ hết cái hình này, cái bộ ảnh này lúc đó vẫn chưa đủ, bây giờ nó đã thêm rất là nhiều cái cây nhiều đẹp hơn nữa. Lâu lâu bạn ấy gửi cho mình vài tấm hình cây đẹp, và bạn ấy nói với mình rằng đứng từ cái vị trí, cái view nào là cái view, cái góc nào nhìn xuống cái sân ấy, rất là dễ chịu, bạn đã hít thở cái mùi hương thơm từ những cái cây hoa đó, và rất là cảm thấy thú về điều đó, là khi mà nhìn xuống được cái sân vườn cà phê. Bây giờ đã trồng thêm và cây nó ra hoa rất là nhiều, bạn trồng hoa rất là khéo, đặt cái view đang vườn ở trên lầu nhìn xuống. Đây là quán cà phê đúng không? Đây là cà phê, quán cà phê rất là đơn giản. Nếu mà có dịp thì chị sẽ mời em uống cà phê thôi. Em rất là hân hạnh. Trong cái không gian này thì khi mà trời mưa gió hay là thì nó có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? Trời mưa thì khách sẽ đi vô bên trong nhà,
lúc đầu cũng đã suy nghĩ nhiều về việc làm sao để có một cái mái che để cho khách ngồi uống cà phê bên ngoài, nhưng mà cuối cùng đắn đo suy nghĩ thì bạn ấy quá yêu cái tác phẩm này thì bạn ấy sẽ chấp nhận khách có thể vào trong, mình không có thể kinh doanh full được, nhưng mà vì cho cái mái che vô nó sẽ không có đẹp thì bạn Vậy thì ấy nếu như mình không để mái che thì khách hàng chỉ hình dung cũng được thì đấy, là trong hay thời dùng gian nó không có nắng, không cây có mưa đâu và là tốt có nhất là vào ban đêm. nhiều cây bây giờ nó cũng tạo bóng mát nhiều hơn, và mình có thể dùng những cái dù nhỏ để là có Em thể muốn biết là hệ thống đèn của mình được lắp như thế nào, tại vì trong những cái ảnh này thì em chưa thấy được cái hệ thống đèn khi mà tối về, tối khi mà tối xuống thì hệ thống đèn được thiết lập như thế nào và ánh sáng nó đi như thế nào. đây cái vòm này thì mình có đặt đèn ở dưới chân này, hắt Đèn hắt lên đúng không ạ? hắt đây là cái vòng đó. Còn thực ra thì rất là đơn giản, thường các công trình bên mình sử dụng rất là ít đèn, À, đây 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 cái ảnh này ạ. không sử dụng quá nhiều đèn, rất là ít những bóng đèn, bởi vì mình nghĩ trên một cái trần sử dụng quá nhiều đèn nhìn lên nó rất là rối, và cái này nó có bị lỗi ở cái phần thi công và cách họ xử lý sai trên cái cách bật đèn âm, nhưng nó cũng không quá nhiều, một căn phòng thường chỉ 2 bóng đèn 3 bóng đèn, vì mình nghĩ là mình không buổi tối mình cũng không cần phải bật quá tích quá nhiều đèn lên như vậy, mình nghĩ là ánh sáng vừa đủ, khi nào mình cần sử dụng khu vực nào mình bật ở khu vực đó. Ở đây thì cái việc cách âm có tốt không ạ? Được xử lý cái việc cách âm thì như thế nào ạ? Tường rất dày lắm, thường Tường các công rất dày. tường dày lắm, bởi không phải là tường đơn nhỏ đâu, mà nó có gồm 2 lớp mở ra ở giữa, khoảng 50, thì khi mà mưa nó có tạt từ mặt bên ngoài vào thì nó sẽ có đường dẫn và mình có xử lý để nó thoát nước xuống dưới và chảy ra ngoài để không có ngấm vào cái mặt tường bên trong, thì nếu như có bị thấm chỉ thấm mặt bên ngoài thôi, bên trong nhà sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Trong cái quá trình mà mình thiết kế cho đến lúc mà xây dựng thi công ấy thì nó có bị cái vấn đề khó khăn nào không ạ? Có nghĩa là khi mà cái ý đồ của chị là như thế này nhưng mà cái người xây dựng thì họ đang làm khác đi một khác đi ấy, thì có điều này xảy ra không ạ? Nhiều lắm, bởi vì nó chỉ vài những chi tiết nhỏ thôi, những chi tiết nó không ảnh hưởng tới tổng thể, nhưng mà nó ảnh hưởng tới chi tiết, thì những cái việc đó mình sẽ xử lý kịp thời. Hiện giờ mình cũng có khá nhiều công cụ để xử lý về các cái Zalo, Viber, hoặc là rất là nhiều cách để mà có thể xử lý công trình từ xa được, chứ không phải khó như ngày xưa phải có mặt hay là như đấy. Nhưng mà việc mà có lỗi là việc không thể nào tránh được, bởi vì kỹ thuật xây dựng rồi khả năng đặt vẽ của thầu thợ. Thường thì có một cái điều là có một điều không thuận lợi, đó là các cái thầu thợ xây dựng của mình sẽ không có được là đào tạo từ trường lớp bài bản, họ không đọc được bản vẽ. Thì có cái nhà thợ mối hồi đó là họ có cái anh họ anh làm kính mà anh không có biết đọc bản vẽ, anh đọc ngược, anh quay ngược bản vẽ rồi rất là nhiều những cái chuyện vui, có nhiều bản vẽ anh vẽ rất là kỹ, hồ sơ rồi rất là dày nhưng mà có đọc, đi hỏi bản vẽ đâu rồi không biết bản vẽ đâu cái việc rất là nhiều thường xuyên xảy ra, và tóm lại là nó là câu chuyện dài và không phải chỉ với những người gặp chị này, chắc các anh em khác cũng thế. Vâng. Có thêm một câu hỏi nữa ở phần comment là anh Phương Đức có hỏi là khi mà kiến trúc sư khi mà cái gạch nung lát ở khoảng sân ấy, có sử dụng vữa để lát hay không ạ? Cái phần gạch nung ở sân thì mình có dùng vữa để lát hay không ạ? Cái này nó rất là nhiều cái vấn đề này, thì cái phần sân đó làm sau cùng đó, thì đó, cái thiết kế này đã sửa rất là nhiều lần luôn á, quá rất là nhiều thiết kế khác nhau để đưa ra được một cái sân như thế này. Thì có cái nhà ở Long An thì mình không dùng vữa, mình đóng gạch xuống luôn để nước mưa nó thẩm thấu xuống được, nhưng mà bạn đấy thì bạn 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 chủ nhà này thì bạn muốn nó sạch sẽ hơn để làm quán cà phê,
Trong cái quá trình thiết kế và xây dựng thì như chị trao đổi thì mình đã trải trải qua các là nó cái thiết kế cuối cùng đó khác khá là nhiều so với thiết kế đầu tiên, thì chị có cảm thấy là cảm thấy như là không không có happy lắm không ạ? Không, cái lựa cái option đầu tiên nó khác hoàn toàn cái này. Cái này là cái gì đó khác, không có giống cái đó cho nên nó không có liên quan. Nó có còn khi mà cái thiết kế này từ khi mà đã chọn rồi cho đến khi xây dựng thì nó không có khác biệt nhiều lắm. Nó chỉ là tăng thêm chi tiết hoặc là ngồi làm cho nó phù hợp nhiều vấn đề thôi. Để cùng giải quyết những cái vấn đề giữa thực tế và những cái suy nghĩ ban đầu nó sẽ phải điều chỉnh. Rất là nhiều lý do. Có một câu hỏi mà khán giả gửi về nữa là em không thấy không gian mở của chị em thấy không gian mở của nhà khá là nhiều, chưa kể tầng 1 lại dùng để kinh doanh nữa, thì khi thiết kế thì tính toán như thế nào để đảm bảo riêng tư của chủ nhà? Thì lúc đầu thì chị cũng đã trao đổi một chút rồi, nhưng mà chị có thể trao đổi lại một chút được không ạ? Cái phần tiếp cận của khách hàng uống cà phê nó sẽ là cái sân vườn ở bên dưới, họ sẽ đi ở bên dưới. Còn khi mà gia đình đi về thì họ có một cái gara ở phía bên tay trái, trên cái mặt tiền, nó xem cái mặt tiền Có khách nghĩa là có hai cái đường đi vào khác nhau đúng không ạ? hàng, và cái lối đó là vào cửa xe của họ, sẽ kết vào trong cái gara, rồi nó có một cái cầu thang để dẫn lên bếp lại ban đầu. Cái quán cà phê này là của chủ nhà luôn đúng không chị? Muốn là sẽ kinh doanh mà cũng là một cái niềm vui. Cái hình đầu tiên thì Mô hình đầu tiên. Đây. Chất liệu gỗ. Có lưu ý gì khi sử dụng chất liệu gỗ ở trong cái công trình này à chị? thường thì chất liệu gỗ thì rất là hợp với gạch, nhưng mà làm cho nó nhẹ nhẹ thôi, nghĩa là cái detail của nó càng mỏng ra càng tốt. Nếu mà kết hợp giữa gỗ và sắt thì nó hợp lý, tại vì gạch nó gì nó đã thô và nó đã mục và nó đã như thế thì mình sẽ dùng cái vật liệu khác cho nó nhẹ lại để cho nó hài hòa. Ví dụ cái cầu thang mình cũng làm cầu thang bằng sắt với gỗ để cho nó nhẹ lại, cho nó mềm lại là đúng. Cái hình đầu tiên thì Đầu tiên ừ. kế tiếp cái hình này là hình kế tiếp. Coi mình nói cái hình được, nó sẽ là phía bên có một cái vòng lớn ở bên tay trái, đó là lối vào của gara. Ở trong cái gara đó thì sẽ có một cái cầu thang để dắt lên dắt lên lên trên, và từ phía bên mặt đó nhà này có tới ba mặt tiền rồi, và cái mặt phía sau thì người ta chưa có xây dựng cho nên nó cũng đang thông thoáng, nó khá là thuận lợi về cái vị trí khu đất, nó rất là thuận lợi để mà kiến trúc sư tạo hình tạo tạo hình khối điêu khắc như thế này, không phải là dễ để có những cái khu đất thuận tiện như thế. Thì cái cầu thang nó sẽ dắt lên trên lối vào của gia đình và không có đi chung với khách. Cái vấn đề về an ninh có nghĩa là về đảm bảo về an toàn cho người sống bên trong thì có được đảm bảo khi ở trong công trình này không ạ? Mình nghĩ là mọi thứ đều được tính toán kiên cố kỹ lưỡng, bởi vì chủ nhà cũng rất là cẩn thận chứ không phải là. Dạ vâng. Có một bạn là Hoàng Bách, bạn hỏi rằng là bạn hỏi rằng là những với những công trình mở như thế này thì kiến trúc sư làm thế nào để cân bằng giữa vẻ đẹp kiến trúc và sự tiện nghi riêng tư của người sống tại công trình? Sự cân bằng giữa vẻ đẹp kiến trúc và sự tiện nghi. Đúng rồi, cái này phải là một cái quá trình trao đổi giữa kiến trúc sư và chủ nhà, và mình không thể
làm cho họ một công trình đẹp mà không có tiện nghi, làm sao sống được bên trong một công trình đẹp mà không có tiện nghi, chuyện đó rất là vô lý. Tất cả khi mà một cái thiết kế của mình á, mình đều tính toán kỹ tổ chức mặt bằng, tổ chức các chức năng, nó chẳng thiếu gì. Đến một cái nhà mà nhỏ nhất, đơn giản nhất, nó cũng có đầy đủ pantry rồi kho rồi mọi thứ. Các cái đồ vật của mình, thì mình không muốn nó được bày bừa lộn xộn, mình đều tính toán để vào tủ kệ kho. Cái việc này đã được làm rất rất là cân nhắc, chứ không hề thoải mái bừa bãi này. Không hề có một cái vấn đề là thiết kế tự do và bên trong cũng tự do, không có chuẩn mực. Bạn ấy xem không gian bên trong có thiếu tiện nghi gì hay không thì bạn cho mình ý kiến. Em thì em rất là muốn được được đến để chạm thử vào cảm nhận, tại vì thực tế là có thể là nhìn qua ảnh này thì mình sẽ không được không hiểu hết được, mình cái này phải chạm vào, phải đến, phải cảm nhận, phải nhìn thấy trực tiếp. Đây cái quầy bar này, là bằng gỗ đúng không chị? Bằng gỗ hết. Thì mình đang chọn chất liệu gỗ nào ở vậy ạ? Thường thì mình chỉ chọn nhóm 3 hoặc nhóm 4 thôi, có thể là sồi hoặc là trà chỉ, có thể là xoan đào, hoặc thậm chí gỗ thông, gỗ ghép, tất cả đều có thể được, tùy vào cái điều kiện khả năng của chủ nhà. Vâng, đây mình sẽ còn tầm 7 đến 10 phút nữa để trò chuyện về về công trình của mình. Thì sắp tới là ngày 11 tháng 5 là ngày ngày 11 tháng 5 là ngày thứ hai sắp tới ạ. Là giải Top Ten House sẽ được tổ chức gala trao giải. Thì em hy vọng là hôm đấy thì em có thể kết nối với chị thêm một lần nữa để nghe chị chia sẻ về giải thưởng của mình, về cái căn nhà của mình. Alo ạ. Đây. Em là một người ngoại đạo, em gần như là không không có những nhiều nhiều kiến thức về kiến trúc ấy ạ. Nên là những cái mà em hỏi ra thì nó là ở góc độ là một một người dùng, một người khách hàng, một người để ở. Và sau này thì em cũng muốn có một cái ngôi nhà của riêng mình. Cái câu hỏi của bạn rất là thực tế và mình thấy nó rất là Nó thực tế đúng là thế. Tự cảm xúc đạt điện chắc nếu như mà không có câu hỏi nào thì mình có thể. dạ vâng. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong buổi 11 tháng 5 thì em có thể kết nối với chị thêm một lần nữa. Mong chị có thể sắp xếp thời gian Đúng rồi, mình sẽ tham gia. ạ. Vâng, em cảm ơn chị đã tham gia buổi mini talk show nhà đẹp và những điều chưa kể này. Có những điều, những cái thì nó chưa được chuẩn chỉ, nó chưa được mượt cho lắm, nó chưa được tốt cho lắm. Nhưng mà em mong chị thông cảm và mong các độc giả thông cảm. Cảm ơn bạn, không vấn đề gì. Vâng. Các bạn đang biên tập buổi tối. Vâng. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn và chúc chị, chúc gia đình một buổi tối vui vẻ ạ. Chào bạn. Dạ vâng, em chào chị ạ.